chào mừng các bạn đã trở lại với tạp chí game số 35, số tạp chí mở màn cho năm 2022 với hàng loạt các bom tấn đang nhằm nhè ra mắt và thổi tung game thủ. Những ngày đầu năm, dường như ngành công nghiệp game thế giới đang ở trạng thái ngủ đông, ăn mừng năm mới, nhưng không vì thế mà chúng ta thiếu đi những thông tin thú vị về các tựa game tiềm năng sắp ra mắt. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng mình đi một vòng quanh game. Trang tin nổi tiếng IGN mới đây đã công bố top 100 game hay nhất lịch sử của họ. Đây là lần cập nhật mới nhất của danh sách này kể từ năm 2019. Nó được dựa trên một số tiêu chí chính như khi ra mắt game được đánh giá ra sao, hiện tại khi chơi lại nó có còn chất lượng hay không, hay so sánh với các game khác cùng thể loại thì trò chơi ấy đứng ở vị trí nào. 100 tựa game là quá nhiều, vậy nên trong tạp chí game lần này mình sẽ tổng hợp top 10 đứng đầu thôi nhé. Ở vị trí đầu tiên tiếp tục là The Legend of Zelda Breath of the Wild. Kết quả này của IGN cũng tương đồng với cuộc khảo sát mới đây của TV Asahi với cộng đồng game thủ Nhật Bản. Một trò chơi dù ra mắt đã tương đối lâu, nhưng sự sáng tạo đột phá mà nó mang lại vẫn khiến chúng ta trầm trồ, tiếp tục khẳng định huyền thoại của dòng game Zelda vẫn là bất diệt. Tiếp theo trong danh sách là Super Mario World, tựa game kinh điển đã ra mắt từ năm 1990. Một thế giới rộng lớn với nhiều bí ẩn có thể khám phá, Super Mario World thậm chí còn phần nào vượt qua các phiên bản Mario sau này, có cho mình một chỗ đứng vững chắc trong top 100 này. Đứng thứ 3 là Portal 2. Portal khi ra mắt đã tạo ra bất ngờ lớn với một concept độc đáo trong một tựa game mà người không biết có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Portal 2 ra mắt sau đó còn làm tốt hơn nữa. Những câu đố xoắn não, cốt truyện đen tối được phủ lên trên là một lớp vỏ bọc hài hước và tất nhiên là chế độ chơi co-op. Dù là nhiều năm nữa, có lẽ vẫn sẽ có ít tựa game FPS kết hợp giải đố nào mang lại cho chúng ta cảm giác giống như lần đầu được chơi Portal 2. Một đại diện nữa của The Legend of Zelda lại chiếm giữ vị trí thứ tư, đó là phiên bản A Link to the Past, sở hữu một phần mở đầu đáng nhớ. Các trận đánh hoành tráng và ấn tượng, A Link to the Past không chỉ kết nối với quá khứ, mà chất lượng của nó chắc chắn sẽ còn tạo ra sự liên kết với nhiều thế hệ game thủ trong tương lai. Một cái tên kinh điển khác ở vị trí thứ 5, đó là Super Metroid. Cách kể chuyện qua môi trường được tối giản của Super Metroid đã trở thành hình mẫu khi mà tựa game này ra mắt từ năm 1994. Nó khiến người chơi luôn tò mò muốn khám phá mọi ngõ ngách, giải từng câu đố, tiêu diệt từng kẻ thù trong một bầu không khí độc nhất vô nhị, kể cả cho tới thời điểm hiện tại. Đó là 5 cái tên đứng đầu trong danh sách này. Top 10 trên 100 tựa game tuyệt vời nhất mọi thời đại của IGN cụ thể như sau. Giải thưởng cho năm 2021 do người dùng Steam, nền tảng chơi game số 1 thế giới bình chọn vừa qua cũng đã có kết quả, và Resident Evil Village với sự bảo hộ của Lady Dimitrescu đã vượt qua Valheim, New World, Cyberpunk 2077 và Forza Horizon 5 để giành vị trí cao nhất. Cùng với giải thưởng Game of the Year, Steam Awards 2021 còn mang tới nhiều giải thưởng thú vị và bất ngờ không kém khác, ví dụ như Cyberpunk 2077, tựa game bom xịt ra mắt năm 2020 đã có cho mình danh hiệu game có cốt truyện tuyệt vời chẳng hạn. Danh sách trúng giải cụ thể như sau. Game của năm, Resident Evil Village. Game VR của năm, Cooking Simulator VR. Game nhận được sự chăm chút nhiệt tình của nhà phát triển từ khi ra mắt, Terraria. Game chơi cùng bạn bè hay nhất, It Takes Two. Game có phong cách đồ họa tuyệt vời nhất, Forza Horizon 5. Game có gameplay phá cách nhất, Deathloop. Game tuyệt nhất mà bạn chơi tệ nhất, Nioh 2 The Complete Edition. Game có âm nhạc hay nhất, Marvel Guardians of the Galaxy. Game có cốt truyện tuyệt vời nhất, Cyberpunk 2077. Game chơi thư giãn nhất, Farming Simulator 22. Liên tục trong thời gian qua, tin đồn về Bully 2 sắp xuất hiện đang dần nóng lên, kể cả trong các số tạp chí game. Tuy nhiên theo thông tin mới nhất thì dường như điều này không phải là sự thật. Theo một cựu phát triển game tại Rockstar New England, Bully 2 thực tế đã được studio này phát triển từ năm 2008. Thậm chí họ đã hoàn thành khoảng 6 đến 7 giờ chơi trong game trước khi dự án này bị đình chỉ và đội ngũ thực hiện được điều chuyển sang các dự án khác. Sau đó có thông tin cho rằng nhiều cơ chế vốn dành cho Bully 2 đã được đưa vào Red Dead Redemption 2. Đây chắc chắn sẽ là thông tin buồn dành cho các fan của Bully. Tuy nhiên do là thông tin từ một người không còn làm việc cho Rockstar, vậy nên cũng có khả năng rằng sau này dự án Bully 2 đã được khởi động lại khi người này đã nghỉ việc thì sao nhỉ? 2021 là một năm không tệ với Koei Tecmo, tuy nhiên nhà phát triển này nhấn mạnh năm 2022 sẽ còn là khoảng thời gian mà họ hoạt động mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể trong một bài phỏng vấn trên website 4Gamer, Yosuke Hayashi, tổng giám đốc mảng giải trí của Koei Tecmo, cho biết họ sẽ công bố một số trò chơi đã được phát triển suốt nhiều năm qua trong năm 2022, đồng thời khẳng định những cái tên này sẽ đặt nền móng cho tương lai của họ. Yosuke Hayashi nhấn mạnh Koei Tecmo sẽ có một năm hết công suất. Để dự đoán về một số tựa game mà Koei Tecmo có thể cho ra mắt, thì trước đó Fumihiko Yasuda, giám đốc của Team Ninja, cho biết các fan có thể trông đợi vào một tựa game hành động lấy bối cảnh Tam Quốc, cũng như một tựa game khác do ông đạo diễn. Trong khi đó Yosuke Kikuchi, nhà sản xuất của Fatal Frame, thì cũng thông báo trong năm nay đội của ông sẽ thử thách với một tựa game mà họ chưa từng làm. Với hàng loạt các thương hiệu đình đám được yêu thích, cùng chờ xem Koei Tecmo sẽ đem lại những gì trong năm nay.
nhà phát triển của nhiều series nổi tiếng, điển hình như Persona, Atlus cho biết ý định phát hành một tựa game lớn trong năm 2022. Dù cho họ chỉ mới cho ra mắt Shin Megami Tensei 5, cũng như sắp tới vào tháng 3 là Persona 4 Arena Ultimax. Cụ thể trong một bài phỏng vấn trên Famitsu, đại diện từ Atlus cho biết họ mong muốn trong năm sau sẽ có thể mang tới một sản phẩm game có khả năng trở thành cột trụ của hãng trong tương lai. Hiện đội ngũ của Atlus đang làm việc hết sức để mang lại một trò chơi thú vị, thỏa mãn mọi game thủ. Việc tựa game bí ẩn này có tham vọng trở thành cột trụ cho Atlus dường như đồng nghĩa với việc nó sẽ thuộc một thương hiệu hoàn toàn mới. Còn nhớ vào năm 2016, Atlus đã hé lộ về một dự án có tên Project RE Fantasy, tuy nhiên từ đó tới nay cái tên này hoàn toàn im hơi lặng tiếng, phải chăng đây chính là cái tên mà họ muốn nói tới? Ngoài ra mới đây hãng này cũng đã ký tiếp bản quyền cho một loạt các cái tên có liên quan đến Persona 5 như P5M, P5B, Persona 5M và Persona 5B. Hãy cùng chờ xem những cái tên này là gì. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý trong làng game tuần qua. iBallistic, studio đang thực hiện nhiều tựa game, mới đây đã khởi động chiến dịch kêu gọi chữ ký nhằm remake lại 3 tựa game Mortal Kombat đầu tiên nhằm chào đón dịp kỷ niệm 30 năm dòng game này ra mắt. Mortal Kombat Trilogy Remake sẽ bao gồm mọi nhân vật cũng như màn đấu trong các tựa game gốc. iBallistic cũng cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ từ Ed Boon, cha đẻ của dòng game từ năm 2016, song Warner Bros, ông lớn nắm giữ bản quyền của Mortal Kombat lại không cho phép điều này xảy ra. Hiện chiến dịch này đang đặt ra mốc 25.000 chữ ký. Nhiều tháng nay, thông tin về một tựa game kinh điển trên PlayStation sẽ sớm được làm lại đang lan truyền, thậm chí với nhiều nguồn tin còn khẳng định đó sẽ là Chrono Cross. Và nay dường như đội ngũ đảm nhiệm công việc này sẽ là Mutant Inside, tác giả của Blue Reflection hay DLC dành cho Final Fantasy 15, Episode Ardyn. Trong thông báo tuyển dụng mới nhất, dự án remake này được cho là sẽ sử dụng Unreal Engine 5 và dành cho PlayStation 5 là nền tảng chính. Mới đây, LEGO đã chính thức công bố về bộ xếp hình dành cho chú nhím xanh tốc độ Sonic the Hedgehog với cái giá $60. Bộ xếp hình này bao gồm 1.125 mảnh ghép, tạo ra mô hình màn chơi Green Hill Zone huyền thoại của Sonic the Hedgehog. Sản phẩm này đã chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 1 tháng 1 vừa qua. Các bạn nếu không thích chơi LEGO cũng có thể mua tặng về game nhé. Các con bot của Halo Infinite ngay từ khi trò chơi ra mắt đã cho thấy chúng là một trong những đối thủ máy chân thực nhất trong video game từ trước tới nay. Mới nhất, những trí thông minh nhân tạo này còn cho thấy chúng chẳng hề nhường nhịn chúng ta một chút nào khi chiếm luôn chỗ chơi của game thủ người trần mắt thịt. Theo Kotaku, lobby của Halo Infinite hiện đang bị chiếm đóng bởi các con bot không rời game khi có game thủ kết nối, điều ngược hoàn toàn với lẽ thường. Rất có thể lỗi này sẽ sớm được 343 sửa ngay mà thôi, nhưng dù sao, bot mà thông minh đến thế này cũng khiến mình hơi rén đấy. Và kết thúc một vòng quanh game hôm nay sẽ là một video khá hài hước mới được đăng tải trên mạng. Một game thủ kiêm editor tài năng vừa qua đã thể hiện trình độ của mình khi kết hợp những phân cảnh đáng nhớ của trò chơi Cyberpunk 2077 với huyền thoại Mr. Bean và cho ra kết quả vô cùng thú vị. Hey, you're looking for some company tonight? Papers. You look like a cut flamingo, are you? Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ian Livingstone, huyền thoại trong ngành công nghiệp game Anh Quốc đã chính thức được phong tước hiệp sĩ trong danh sách vinh danh đầu năm 2022. Suốt gần 50 năm làm việc không mệt mỏi, Ian Livingstone đã đạt đến đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực như sản xuất board game, tiểu thuyết gia, nhà phát triển game, nhà lãnh đạo ngành công nghiệp game. Ông chính là đồng sáng lập của Game Workshop cũng như Eidos. Ian Livingstone cũng là người có công lớn trong ngành game indie khi là người đứng sau nhiều studio nhỏ như Flavorworks, OnStream, Fusebox, Midoki, The Secret Police và Posa, đồng thời thuộc ban lãnh đạo của nhiều đội ngũ phát triển game AAA khác. Eric Conson F. Baron, người tạo ra tựa game vô cùng thành công Stardew Valley, hiện đang trong quá trình phát triển sản phẩm mới của mình, Haunted Chocolatier. Vậy nên các fan trung thành của Stardew Valley đang vô cùng băn khoăn về tương lai của tựa game họ yêu thích, vốn đã bán được trên 15 triệu bản.
Và nay, Eric Ballone đã có những chia sẻ về Stardew Valley và dường như mọi thứ còn khá mông lung kể cả với chính nhà phát triển này. Cụ thể, Ballone không muốn đưa ra lời hứa nào về việc sẽ update cho trò chơi, song cũng không thể khẳng định nó đã chính thức kết thúc. Ballone cũng nhấn mạnh, Stardew Valley hiện đang ở trạng thái rất tốt và không cần thiết phải bổ sung bất kỳ điều gì vào game. Vậy nhưng anh chàng này cũng gài thêm rằng, bao giờ cũng có cách để cải thiện tựa game này tốt hơn nữa. Như vậy, có lẽ chúng ta vẫn sẽ phải dựa vào cộng đồng game thủ trong thời điểm hiện tại để mang lại những nội dung mới cho Stardew Valley trước khi Haunted Chocolatier được chính thức ra mắt. Ông trùm Tencent mới đây đã tiếp tục đạt được thỏa thuận với một studio từ phương Tây trong việc phát triển, phát hành và phân phối game. Lần này cái tên đó là Remedy Entertainment, tác giả của những tựa game như Max Payne, Alan Wake hay Quantum Break. Dự án giữa Tencent và Remedy hiện có tên mã Vanguard và sẽ là một tựa game bắn súng free-to-play, tất nhiên đi kèm với một hình thức microtransaction nào đó. Tencent sẽ có trách nhiệm phát hành sản phẩm này tại thị trường châu Á, cũng như đảm bảo cho thành công của phiên bản mobile của Vanguard. Bên cạnh việc là một trò chơi bắn súng miễn phí, Vanguard còn được mô tả là một trò chơi PvE, nơi người chơi buộc phải kết hợp với nhau nhằm chống lại các đối thủ máy. Trò chơi này sẽ được phát triển bằng Unreal Engine. Hiện tại Vanguard mới chỉ đang nằm trong giai đoạn lên ý tưởng và tựa game sẽ có quy mô AAA. Yosuke Matsuda, chủ tịch của Square Enix, vừa qua đã viết một bức thư mừng năm mới, trong đó phần lớn nói về sự hào hứng của ông với công nghệ blockchain dành cho gaming. Mặc dù không nói cụ thể rằng Square Enix sẽ đưa NFT vào các tựa game của mình, song Yosuke Matsuda cũng nhấn mạnh, họ đang theo dõi sát sao sự phát triển của công nghệ này và sẽ nỗ lực định hướng phát triển tùy theo tình hình, mà rất có thể là sẽ cho ra mắt loại token riêng của Square Enix trong tương lai. Đáng chú ý, vị chủ tịch này còn cho rằng, ông nhận ra những người muốn chơi game để vui, cũng như đa số người khác còn dè dặt sẽ không mấy thích thú với NFT. Tuy nhiên với những ai chơi để đóng góp, thì NFT sẽ giúp họ có thêm động lực, bên cạnh ý muốn tự nguyện làm việc tốt như thường thấy. Nghĩ cho đơn giản, thì Yosuke Matsuda đang nhìn nhận việc game thủ cùng nhau xây dựng ra những cộng đồng game hay tạo ra những content mới cho trò chơi mình yêu thích là một cơ hội để Square Enix kiếm tiền. Ngay sau thông điệp này, hàng loạt chỉ trích đã được nhắm tới ông chủ của Square Enix từ cả cộng đồng người chơi lẫn nhiều nhà làm game tên tuổi. Tuy nhiên giá cổ phiếu của ông lớn này thì lại tăng tới 8%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Khó hiểu ghê nhỉ? 私とお手合わせ願いましょう。社長です。Sony đã chính thức công bố về tựa game sẽ có mặt cho danh sách PlayStation Plus của họ trong tháng 1 này, bao gồm 3 tựa game vô cùng chất lượng là Persona 5 Striker, Deep Rock Galactic và Dirt 5. Các trò chơi này sẽ có thể được download hoàn toàn miễn phí đối với những ai đã đăng ký PlayStation Plus trong suốt tháng này. Đây rõ ràng là bất ngờ lớn khởi đầu cho năm 2022, bởi những cái tên xuất hiện trong PlayStation Plus tháng 1 đều rất đáng giá. Nếu bạn chưa biết, thì Persona 5 Striker là tựa game đi theo công thức chặt chém, thay vì JRPG như các phiên bản Persona thông thường. Trong khi đó, Dirt 5 là trò chơi mô phỏng đua xe thực tế với cả chế độ chơi chiến dịch lẫn trên mạng. Cùng với đó, Deep Rock Galactic lại cho phép người chơi tham gia vào các tổ đội 4 người trong cuộc hành trình khám phá các hang động ngoài không gian. Với những cái tên này, rõ ràng Sony đang cho thấy tham vọng của họ trong việc biến PlayStation Plus trở thành một dịch vụ đáng giá hơn nữa dành cho các fan, cạnh tranh với các đối thủ sừng sỏ khác. Hidetaka Miyazaki, đạo diễn của Elden Ring chia sẻ ông cùng đội ngũ của mình, nhất là mảng đồ họa, cảm thấy khá áp lực khi chứng kiến những gì mà phiên bản remake của Demon's Souls trên PS5 đã làm được. Phiên bản làm lại do Bluepoint thực hiện là một trong những tựa game chất lượng nhất năm 2020, đặc biệt là đồ họa của nó được nhiều người nhận xét là đã đặt ra chuẩn mới cho phần nhìn của các trò chơi trên console. Hidetaka Miyazaki chia sẻ, đồ họa thường không phải là thứ mà From Software đặt nặng nhất, do đó ông luôn cảm thấy có lỗi với đội ngũ thiết kế đồ họa của mình khi hiểu rằng họ luôn nỗ lực hết sức để tạo ra các sản phẩm đẹp đẽ nhất. Và Elden Ring chắc chắn sẽ là tựa game có đồ họa đỉnh nhất mà From Software từng tạo ra. Hidetaka Miyazaki cũng nói thêm rằng, mặc dù chưa chơi Demon's Souls Remake bởi không muốn chơi lại các sản phẩm mà mình vốn dĩ thực hiện, song ông cũng đánh giá rất cao trò chơi này khi nó đã mang đến nhiều điều mà trước đây chính ông cũng không nghĩ tới, nhờ đó thu hút thêm nhiều game thủ đến với thế giới mà nhà làm game này đã tiên phong tạo ra. Bên cạnh đó, trong bài phỏng vấn mới nhất, Hidetaka Miyazaki cũng chia sẻ lý do Elden Ring phải delay là do tầm vóc của nó đã vượt qua dự định của đội ngũ phát triển và họ phải cố gắng hết sức để tạo ra một thế giới rộng lớn, có nhiều thứ thú vị để khám phá, đồng thời cũng cho phép người chơi tự do tối đa, một sản phẩm cực kỳ đáng mong chờ trong năm nay. Bên cạnh Mario hay Zelda, Nintendo Switch luôn là một hệ máy tuyệt vời dành cho các tựa game indie. Năm 2021 cũng vậy, khi mà các tựa game quy mô nhỏ đã có những màn ra mắt cực kỳ tuyệt vời trên hệ máy của Nintendo. Và vừa qua, ông lớn này đã công bố top những game indie được download nhiều nhất trên hệ máy của mình. Đáng tiếc rằng, Nintendo không công bố bất kỳ số liệu tiêu thụ nào, cũng như không xếp hạng đối với các trò chơi này. Chúng ta chỉ cần biết rằng, để góp mặt ở đây, những cái tên này đã vượt qua hàng vạn cái tên indie khác mà thôi.
Danh sách này được xếp theo bảng chữ cái cụ thể như sau. Vừa qua, trang web DLT Esports đã công bố danh sách các tuyển thủ Esports kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2021, tiếp tục cho thấy tiềm năng của thể thao điện tử. Không bất ngờ khi các tuyển thủ Dota 2 tiếp tục là những người dẫn đầu khi mà giải đấu vô địch thế giới vừa qua của bộ môn này, The International 10, có số tiền thưởng tổng cộng lên tới 40 triệu đô la Mỹ, lớn hơn mọi sự kiện Esports khác trong năm. Cụ thể hơn, 5 tuyển thủ thuộc đội tuyển vô địch Team Spirit chia nhau vị trí dẫn đầu với 3,68 triệu đô la Mỹ một người. Con số này theo Esports Earning chiếm tới hơn 90% số tiền kiếm được cả đời của 5 chàng trai này. Tiếp theo cũng là một đội tuyển Dota 2 khác, PSG LGD Á quân năm nay với 1,16 triệu đô la Mỹ một người đút túi. Thứ ba thì sao? Vẫn là Dota 2 với Team Secret cùng con số 742.000 đô la Mỹ một tuyển thủ mang về nhà. Tuy ít hơn so với những đại diện đứng trên nhưng vẫn là con số đáng mơ ước với mọi tuyển thủ Esports ở mọi bộ môn khác. Tiếp theo ở vị trí thứ tư cũng là cuối cùng trong danh sách này là đàn rồng vàng của CSGO Nautilus Vincere với mỗi người có cho mình 687.000 đô la Mỹ tiền giải. Sự thống trị trong một năm mà nhiều người đánh giá đã mở màn cho thời đại Na'Vi, tất nhiên đã mang tới nhiều điều cho Simple và các đồng đội bên cạnh danh hiệu, sự nổi tiếng và kính trọng của các đội tuyển khác, còn là tiền nữa. HLTV mới đây đã đưa ra danh sách 10 đội tuyển CSGO xuất sắc nhất trong năm qua. Danh sách này được tính dựa theo chỉ số của ít nhất 3 tuyển thủ quan trọng nhất của mỗi đội tuyển, số điểm họ thu được trong cả năm cũng như trung bình trong từng giải đấu. Top 3 của năm nay cụ thể như sau. Đầu năm nay, có lẽ ít có fan Na'Vi nào đang ngồi trong hang lại có thể ngờ rằng mình sắp có một năm hít thở không khí trong lành tuyệt vời đến như vậy. Điều đó lại càng cho thấy tính đúng đắn khi mà sau chiếc vô địch Global Final đầu năm, Na'Vi liên tục thất bại tại IEM Katowice và ESL Pro League. Vậy nhưng sau khi Beat được đưa vào đội hình chính thức thay cho Flamy, Nautilus Vincere đã cho thấy họ cuối cùng cũng có cho mình công thức chiến thắng, phát huy hết sức mạnh tiềm tàng sẵn có. 8 chiếc vô địch trong năm 2021, rồng vàng chưa bao giờ bay cao và fan của họ thì chưa bao giờ gáy to đến như vậy. Na'Vi vô địch nhiều và đơn giản y như cái tên Simple, tuyển thủ nổi tiếng nhất của họ vậy. Liệu thời đại Na'Vi có thực sự bắt đầu hay chưa và nó sẽ kéo dài đến bao giờ? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đứng thứ 2 trong năm qua là Gambit, cái tên mà sau năm 2021 cũng ít người cho rằng có thể trở thành hiểm họa của các ông lớn. 4 chiếc vô địch và chiếm giữ ngôi vị số 1 bảng xếp hạng HLTV suốt gần 3 tháng trong nửa đầu mùa giải là câu trả lời mà Gambit gửi tặng nhẹ nhàng đến những ai còn nghi ngờ họ. Với đội hình gồm nhiều tuyển thủ trẻ, tiềm năng của Gambit trong năm nay cũng là rất lớn. Top 3 năm nay là Vitality, đội tuyển từ Pháp, với sự trở lại ấn tượng sau khoảng thời gian hơi chốc đầu năm, y như những gì họ làm được trong năm 2020. Với sự bổ sung của bộ 3 nhà vô địch từ Astralis, Magis, Dupri và huấn luyện viên Sonic, Vitality 2022 sẽ là tập thể rất đáng mong đợi. Ngoài ra những cái tên còn lại trong top 10 năm nay bao gồm. Tiếp tục là một thông tin về bộ môn CSGO. Vừa qua, nhà tổ chức giải đấu toàn cầu ESL đã công bố một hệ thống giải đấu dành cho nữ giới với giải thưởng 500.000 đô la Mỹ cũng như một chương trình nhằm tăng cường sự đa dạng và hòa nhập trong eSports mang tên GG for All. Giải đấu này nhằm mục tiêu gia tăng sự nhận diện, cơ hội cho các tuyển thủ nữ trong thể thao điện tử chuyên nghiệp, mà cụ thể hơn ở đây là bộ môn CSGO. Hiện tại sự kiện này sẽ bao gồm 8 đội từ Bắc Mỹ và châu Âu. ESL cũng bắt đầu khởi động một hiệp hội dành cho game thủ nữ và một chương trình đào tạo tài năng dành cho nữ giới. Joe Ziegler, giám đốc trò chơi FPS định hướng eSports Valorant, đã quyết định rời khỏi vị trí này để đảm nhiệm một dự án hoàn toàn mới tại Riot Games. Thông tin này do chính Joe Ziegler chia sẻ trong bài post mới nhất trên trang chủ của Riot. Anh khẳng định Valorant là tựa game đã gắn bó với mình suốt 8 năm qua và hiện tại đã là thời điểm để nhà phát triển này đưa ra những quyết định mới cho mình. Vị trí giám đốc mới của Valorant sẽ được chuyển giao cho Andy Ho, giám đốc cấp cao mảng định hướng game của Riot, người cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với Valorant cũng như có cho mình niềm đam mê mãnh liệt với các tựa game bắn súng chiến thuật. Với Joe Ziegler, anh chưa hé lộ cụ thể về dự án tiếp theo của mình, song cũng cho biết bản thân mong muốn có thể tạo ra một chút ảnh hưởng, dù là nhỏ hơn rất nhiều những gì mà Valorant đã làm được. Phải chăng nhà phát triển này sẽ tiếp tục tạo ra một tựa game thuộc thể loại mà Riot chưa từng làm như Valorant trước đây, hay là một sản phẩm thuộc vũ trụ của trò chơi FPS này? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời mà thôi. Mới đây, Liam Robertson, người chuyên nghiên cứu về lịch sử trò chơi điện tử, đã hé lộ về một thiết bị suýt chút nữa đã có thể thay đổi lịch sử phần cứng game thế giới. Đó là một thiết bị cho phép Game Boy Color kết nối Internet từ năm 1999. Có tên Page Boy, thiết bị này sử dụng sóng truyền thanh để cho phép chủ nhân của Game Boy Color tiếp nhận thông tin về thời tiết, kết quả thể thao và thậm chí là xem truyền hình trực tiếp. Bên cạnh đó, cùng với Game Boy Camera, nó còn cho phép chúng ta gửi ảnh cho nhau trước cả khi cụm từ selfie ra đời, cho thấy thiết bị này có khả năng biến Game Boy trở thành một thứ gì đó không khác smartphone hiện tại là bao. Mặc dù cảm thấy thích thú khi mới nhận được ý tưởng từ đơn vị sản xuất, song Nintendo sau đó đã cảm thấy không ổn khi biết Page Boy sẽ chỉ có thể hoạt động ở Bắc Mỹ.
Chính vì lý do này mà Pet Boy đã không bao giờ được phát triển tiếp. Như các khán giả của tạp chí game đã biết, chuyên mục Kỹ sư game bên cạnh việc giới thiệu những công nghệ mới còn thường xuyên nói đến các speedrunner, những bậc thầy trong việc chơi game, và hôm nay cũng không ngoại lệ, song nội dung thì lại hơi khác một chút. Vừa qua, một game thủ Minecraft phá kỷ lục thế giới trong trò chơi này đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự tiếc nuối khi chẳng may thu hình từ một màn hình khác khi anh đang livestream, đó là speedrunner Small An. Cụ thể, thay vì stream quá trình phá vỡ kỷ lục đã tồn tại 8 tháng qua của Minecraft, anh chàng này lại trình chiếu bộ phim National Treasure 2 Book of Secrets mà mình đang xem khi vừa chơi game. Vậy là kỷ lục mới, nhanh hơn kỷ lục cũ tới 5 giây của Small An đã không được ghi lại. Thật sự là không còn gì để nói nữa, chia buồn với Small An. Trang web chuyên về các tựa game thực tế ảo Upload VR mới đây đã đưa ra top 10 game VR hay nhất năm 2021. Đứng ở vị trí đầu tiên là Dimeo, một tựa game thám hiểm hầm ngục theo lượt, hoạt động cực kỳ trơn tru trên các thiết bị VR. Tiếp theo đó là Song in the Smoke, cái tên có thể mang trải nghiệm sinh tồn đến với môi trường thực tế ảo xung quanh bạn. Ở vị trí thứ ba là I Expect You to Die 2, một trò chơi giải đố với cách giải vô cùng phá cách, khiến bạn không bao giờ ngừng tìm tòi khám phá mọi manh mối mà game đưa ra. Thứ tư là Lone Echo 2, tựa game VR độc quyền cho Oculus, với đồ họa và công nghệ được đẩy lên hàng đầu. Đây có lẽ là tựa game đẹp nhất trên VR hiện tại. Và ở vị trí thứ 5 là After the Fall, tựa game mang lại trải nghiệm AAA trên các thiết bị VR, một trò chơi cho phép bạn phối hợp cùng những người bạn của mình trên hành trình đáng nhớ của nó. Top 10 game này cụ thể gồm những cái tên sau. Với nhiều cái tên chất lượng, 2022 chắc chắn là một năm đáng mong đợi với các game thủ VR, nhất là khi vừa qua Sony cũng đã công bố về thiết bị PlayStation VR 2 của họ với chất lượng hình ảnh 4K, màn hình hiển thị OLED độ phân giải 2000x2040 mỗi bên mắt, khả năng cảm nhận điều khiển ngay bên trong thiết bị, không cần camera bên ngoài, khả năng cảm biến chuyển động của mắt, góc nhìn 110 độ và chức năng zoom. Chào mừng các bạn trở lại với Phải chơi ngay của tuần này. Roguelite là một trong những thể loại vô cùng thịnh hành trong những năm qua, với nhiều sản phẩm ấn tượng, thậm chí là trở thành huyền thoại, sánh ngang với nhiều tượng đài khác. Việc buộc ta phải chơi đi chơi lại, nhưng mỗi lần chơi lại lại có những đổi mới nâng cấp đáng giá, là thứ khiến cho nhiều game thủ trở nên cực kỳ nghiện thể loại này. Và Phải chơi ngay ngày hôm nay sẽ là một tựa game như thế, đó là Brutal Orchestra. Nếu các bạn cảm thấy có gì đó quen quen ở tựa game này thì rất cảm ơn, bởi bạn rõ ràng là một fan cứng của tạp chí game đấy. Thực tế, Brutal Orchestra có cùng tác giả với Swallow the Sea, một tựa game cũng đã từng xuất hiện trên Phải chơi ngay. Với nền tảng đồ họa thiết kế kỳ dị, khiến ta rợn người đặc trưng, song khác với Swallow the Sea, Brutal Orchestra lại là một tựa game roguelike hành động theo lượt. Trong trò chơi này, bạn sẽ vào vai một nhân vật mới bị người khác sát hại và bị đẩy xuống luyện ngục. Ở đây vì chẳng còn gì để làm, nên bạn đành hợp tác với một con quỷ kỳ dị, bí ẩn với mục tiêu duy nhất. Chờ cho kẻ đã giết mình chết, cho hắn xuống đây và đó sẽ là thời khắc ta trả thù. Hành trình dưới địa ngục chắc chắn không hề dễ dàng, chúng ta sẽ phải vượt qua hàng loạt kẻ thù kinh tởm. Tuy vậy, Brutal Orchestra cũng mang đến những nhân vật mà ta có thể cộng tác nếu tìm thấy họ trên đường đi, có thể là thông qua một cái giá nào đó. Mỗi nhân vật lại mang những tính cách, câu chuyện và kỹ năng riêng giúp hành trình của game dễ thở hơn. Mỗi trận đánh trong game, như đã nói, được tiến hành theo lượt, nơi bạn có thể lựa chọn vị trí đứng và ra đòn vào đối thủ. Brutal Orchestra sở hữu hệ thống các giọt màu, với mỗi màu lại tới từ một nguồn khác nhau, giúp bạn thi triển các kỹ năng phức tạp hơn. Hãy lưu ý sử dụng càng nhiều các hạt màu này càng tốt nếu bạn không muốn bị giết bởi chính công cụ của mình. Và tất nhiên, vì là một tựa game roguelike nên bạn hoàn toàn đừng lo sợ bị chết hoặc chơi lại, vì mỗi lần chơi lại, chúng ta sẽ có thêm cho mình kinh nghiệm cùng những món đồ mới. Hệ thống item trong Brutal Orchestra cũng khá thú vị khi có những món có thể mang lại tác dụng theo kiểu con dao hai lưỡi, khiến bạn buộc phải suy tính kỹ càng khi sử dụng. Và cũng là một điều đương nhiên, đó là mỗi khi chơi lại, game sẽ đi kèm với đó là những thử thách, những cung đường biến đổi không ngừng thú vị hơn và hoàn toàn mới mẻ. Một trò chơi với phần hình ảnh và câu chuyện khá tăm tối, nhưng cũng pha lẫn vào đó nhiều chi tiết hài hước, kết hợp với gameplay đơn giản, hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo đủ tính thử thách. Brutal Orchestra là tựa game mà các bạn không nên bỏ qua trong những ngày đầu năm mới này. Trước khi tạp chí game khép lại, như thường lệ sẽ là chuyên mục Khoảnh khắc game. Trong số lần trước, chúng mình đã đưa ra mong muốn nghe các bạn chia sẻ về một hậu bản hay một tựa game mà các bạn hy vọng sẽ được thực hiện trong năm mới 2022. Và sau đây là tổng hợp của mình về một số ý kiến ấn tượng nhất. Việt Nam, đó là từ đã xuất hiện rất nhiều trong các bình luận của các bạn. Một tựa game lấy bối cảnh đất nước Việt Nam, dù là thể loại nào, kinh dị, lịch sử hay hành động nhập vai. Có lẽ từ rất lâu rồi, chúng ta luôn mong muốn có một sản phẩm game chất lượng với bối cảnh như vậy từ các nhà làm game nước nhà. Và mong rằng trong năm nay, các dự án đang được thực hiện sẽ được ra mắt hay những dự án mới sẽ bắt đầu khởi động để mình và các bạn được nở mày nở mặt với anh em game thủ quốc tế. Dường như trong các khán giả của tạp chí game, có khá nhiều bạn đang là các nhà phát triển game hoặc đang nung nấu trong đầu mình một tựa game.
và đó thường là những sản phẩm với ý tưởng mà thoạt nghĩ hơi viển vông. Một tựa game với cơ chế nghịch đảo thời gian như bộ phim Tenet, một tựa game rộng lớn đến mức mà mỗi người sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn riêng, một tựa game kinh dị giải đố nơi ta lạc vào một nơi tựa như Disneyland với kẻ thù là những hình thù vặn vẹo, méo mó đầy đáng sợ hay khá thú vị và sáng tạo, là một tựa game tương tác chỉ bằng click chuột và chạy trên engine kiêm nền tảng PowerPoint. Dù ý tưởng của các bạn có điên rồ hay kỳ cục thế nào thì hãy nhớ rằng cách đây 10, 20 năm, bản thân mình cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có những tựa game như hiện tại có thể được ra mắt. Vậy nên biết đâu đấy, sau này phê game sẽ có vinh hạnh được làm với những tựa game theo ý tưởng của mọi người thì sao? Đừng bỏ cuộc nhé. Tất nhiên, bên cạnh những ý tưởng mới thì những dòng game nổi tiếng huyền thoại cũng là những cái tên mà nhiều bạn khán giả muốn chứng kiến sự trở lại. Con số 3 vẫn là con số ám ảnh với mọi game thủ nói chung và game thủ là fan cứng của các series Half-Life, Portal hay Left 4 Dead nói riêng. Những cái tên này cũng trùng hợp thay, có 3 điểm chung. Thứ nhất, chúng đều chưa đếm đến phiên bản thứ 3. Thứ hai, chúng cùng thuộc nhà Valve. Và cuối cùng, chúng có thể sẽ không bao giờ biết đếm đến 3 luôn. Bên cạnh nhà ván nước thì From Software với những Bloodborne, Sekiro hay nổi bật nhất là Dark Souls cũng là cái tên được các bạn mong chờ, cho dù ngày phát hành của Elden Ring không còn xa. Thậm chí đa số các bạn mong muốn được tham gia vào đội ngũ phát triển của From Software, góp sức cho tựa game mình yêu thích. Mong rằng một ngày sẽ có bạn làm được điều đó. Dù sao chờ đợi hậu bản của From Software cũng dễ thở hơn là ngóng tin từ Lord Gaben. Cùng với các hậu bản, khá nhiều ý kiến mong muốn các tựa game mà mình yêu mến được remake trong năm nay. Đó có thể là Knight and Merchant, The Peasant Rebellion, The Legend of Dragoon, Gothic 123, Persona 3, Tearing Saga và cá nhân mình cũng xin lựa chọn một cái tên, đó là Chrono Trigger. Bên cạnh các tựa game như chúng ta đã biết, nhiều bạn còn để lại bình luận mong muốn video game trong năm nay sẽ còn tiến hóa vượt bậc hơn nữa, vươn tầm trở thành các sản phẩm mà người chơi có thể hòa mình thực sự như trong các bộ phim như Ready Player One hay series nổi tiếng Sword Art Online hoặc Hololive. Cá nhân mình thì không mong điều này thành hiện thực, bởi thay vì trở thành nhân vật chính, chắc chắn mình sẽ tiêu đời chỉ sau vài ngày trong game mà thôi. Còn đó là rất nhiều những câu trả lời thú vị khác như hậu bản của những series chất lượng Grand Theft Auto, Yakuza, Demo, Persona, Hollow Knight, The Witcher, Monster Hunter, Metal Gear Solid, hoặc là một tựa game là sự kết hợp của nhiều cái tên nổi tiếng như Doom và Animal Crossing, Doom và Dark Souls, Omori cộng Eastward cộng Undertale, và tất nhiên là ý tưởng về những sản phẩm game dựa theo các tiểu thuyết hay anime nổi tiếng như Vinland Saga, Eragon, Aftermath, Death Parade. Rất cảm ơn các bạn đã cùng tiếp tục tham gia tích cực cùng với phê game chúng mình trong tuần qua. Mong rằng mong muốn của các bạn cũng như chính mình sẽ sớm thành hiện thực với các sản phẩm game được ra mắt trong năm nay. Và trong khoảnh khắc game tuần này, mình xin đưa ra một chủ đề mới. Khoảnh khắc game thường mong muốn mọi người chọn những điều tuyệt vời nhất. Vậy nếu ngược lại thì sao? Tuần này, hãy chia sẻ với mình về tựa game tệ nhất theo ý kiến của bạn, cũng như lý do vì sao nó lại tệ với bản thân bạn đến như thế nhé. Hãy để lại bình luận cho chúng mình ở ngay phía dưới video. Tạp chí game tuần này đến đây là kết thúc rồi. Như thường lệ, nếu thấy thích video, hãy để lại một like và một subscribe cho chúng mình. Ngoài ra, hãy truy cập Facebook của Faygame để theo dõi các thông tin mới được bọn mình cập nhật liên tục nhé. Cùng với đó, hiện tại Faygame đã bắt đầu tổ chức các buổi livestream chơi game chém gió hàng tuần. Nếu có thời gian thì hãy tham gia cùng bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ năm tuần sau.